Bữa nay mình sẽ kiểm chứng cho mọi người xem là cái cú đá của anh Nhất có thật sự là cú đá là có lấy một mạng không? Hay... Ok, hello mọi người. Hello anh em. Xin chào. Các bạn ơi, phút mập đây. Bữa em có coi cái video của anh mà bị anh Nhất đá gãy cái tay á. Thì bữa đó là mình cũng bữa đó tự nhiên trở trời mình cũng đêm nặng coi phim kinh nghiệm nhiều quá, mình qua mình thử thách lực chân của anh Nhất đó, thì cho mình đá xong rồi mới thao buồn các bạn, mới thao buồn thôi đi 929 về. Bữa đó không có, bữa đó thấy đỡ anh ầm, anh thấy tay chắc khỏe mà sao về tự nhiên cái anh coi clip anh thấy quắn cái gì vòng á, anh đá mạnh lắm, nghĩ là ông đá mạnh cực kỳ là anh cũng không tin đâu. Nói chung là cũng bữa giờ đau đau gì không đâu, bữa giờ do nằm ở trung tâm mới về. Bộ sao xong mình thấy anh Nhất đá nhẹ nhiều nhưng mà băng đồ. Em ví dụ em coi cái clip mà anh đăng thì thấy là nhẹ, chứ còn em thử em cầm cho anh đá thử coi, tôi nghĩ cỡ Trung Quốc kia bọn đá cái chỉ bạn thôi mà. Gì anh? Các bạn không có xa lạ mà, bởi bây giờ anh Nguyễn Trần Duy Nhất là đã từng hạ gục biết bao nhiêu đối thủ cho em hỏi cái vấn đề như thế này. Em thấy nhiều cái video mà anh ghi là cái gì hạ knock out đối thủ, có khi nào nó chết người không? Đánh võ thì thật sự thì đánh võ thì không có chết đâu. Đạn bắn cho người gấp đạn ra được mà. Đánh võ thì đấm đá cao lắm thì bị trúng con chó mình xỉu thôi, coi như bác sĩ hết rồi, chết đâu. Em tưởng là khi hạ tiêu đề là hạ nó cao á, mình tưởng lâu lâu nó chết người mình nó tròn. Không, cái đó là nhiều, cái đó là trong tiêu đề. Cái sự tác động ví dụ như trên kênh Nhất Nhất mà nó bao đó là mình đặt không phải Nhất đặt đâu. Cho nên nhiều khi còn mấy người kia thì em biết rồi, họ phải ghi tiêu đề như vậy, họ thấy nó cao phải đặt nó cao rồi nhưng mà nằm thôi chứ không có chết đâu. Cái em suy nghĩ em nói mỗi lần bọn lên chỗ đài bọn hạ sát biết bao nhiêu người vậy chứ, thấy kinh khủng quá. Không á, cái đợt trước á là Huy tới phòng mình rồi á, đó là sau một cái quá trình chắc là dạo này tu luyện vận động vững lắm, bởi vì tướng ngon lành hơn rồi đúng không? Đây cái tướng ngon lành hơn cái bài phút à. Phút nhìn phút tướng anh Phúc này là chắc là tập cũng dữ lắm chứ, chắc là cũng gặp để tạo đó đã thức đâu lâu qua không rồi có khứ rồi mà. Hiện tại thì sao? Nó hai viên thì mắc mỏi quá. Mình không muốn thấm nữa. Tập trung Call of Duty thôi. Tại vì anh Phúc anh không muốn giảm cân thôi. Tại vì anh lỡ xong chưa phục mặt rồi. Chứ giảm cân. Sao rồi mày sửa lại vậy? Đúng không? Lỡ xong nếu mặt. Nếu giảm cân thì Phúc phải đổi anh Sam này là... Phúc ốm. Anh lỡ là dưới luôn. Có tiền quá, Phúc mập được. Phúc mập là người... Mỹ là đẹp trai nhất Sài Gòn. Anh đã từng ở Việt Nam 6 năm là thầy giáo dạy tiếng Anh cho người Việt Nam. Cưới vợ Việt Nam mà không? Cưới vợ Việt Nam luôn. Cưới vợ Việt Nam rồi. Và đặc biệt hơn nữa là anh Phúc đã có xăm cái bản đồ của Việt Nam như thế này nè. Nhưng tại sao không có Hoàng Sa mà Trường Sa anh Phúc? Anh có thể giải thích cho các bạn. Ôi, nhiều người hỏi như vậy. Tại sao chưa có Hoàng Sa, Trường Sa? Phúc chưa tới. Phúc tới, Phúc quật rồi. Bên Trường Sa. Hoàng Sa. Vậy là các bạn. Đi tới cái tỉnh nào ở Việt Nam mình rồi thì anh xăm nó lên. Đúng rồi. Xăm cái tỉnh nó lên. Ở đây là Trường Sa với Hoàng Sa xa quá, anh chưa có ra tới. Không có đủ tiền. Tí nữa là anh không có về, anh chích in ngay đây là đã tới No One từ lúc nào. Trời ơi, quen nhau này, bao nhiêu tiền. No One từ lúc này là ở số 1 Huyền Trân Công Chúa, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mà ai muốn làm học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất, anh Nguyễn Trần Duy Nhất thì nhớ tới đây đăng ký. Cũng rẻ, không có nhiều hết, mấy chục ngàn tháng rồi các bạn. Rẻ như Sài Gòn. Bây giờ là em và anh Phúc sẽ thử cú đá của anh Nhất. Ok. Đá vào tay. Tài này cùng qua, không sợ gì hết. Ok. Nhưng mà gần Tết rồi, có sợ là mắc ăn Tết không? Rồi chúc mừng năm ơi mọi người, lớn thẹn rồi. Rồi đó. Ăn Tết ở ngoài xinh hơn ở trong hai chúng ta. Chúng ta tin mình đó. Rồi bây giờ thử nè. Thử ai trước? Ai trước? Vô. Thủ xì. Thủ
chưa bao chuyện đâu, đá gì chừng nào gãy tay được. Đồ gì bỏ tay không anh cho nhích đá. Bây giờ anh đá vài cái thử em coi nhẹ, nhẹ chứ em coi thử như thế nào. Nhẹ nhẹ cho nó nhẹ gì đó. Nhẹ nhẹ đá đá đá. Ui nhớ. Các bạn coi mặt của Huy kìa. Cái 80% thôi. 80 cho để chiếu về nè. Đó là chiếu về. Đây. Hey. Trăm phần trăm thử coi. 100% Nét rồi. Không có ăn thua nhớt luôn hả? Kiểu mà anh đá thì cái lực thì mình ngã ra hoài nhưng mà cái tay không có đâu. Hồi đó giờ em có biết về nội công chưa? Đánh xong rồi là về nhà. À, hiểu rồi. Hiểu rồi, vấn đề đó rồi. Thế là anh đá xong rồi về nhà là anh cũng là một pha. Cái này không ăn thua, cái này nói chuyện với anh Hải Hai Hòn á là em tao đá gì là còn chưa ăn thua mà gần tết làm xin nghĩa chưa, gần tết rồi đó xin nghĩa chưa nhớ là những đá gì vậy. Thôi chúc Huy mẹ chồng con vuông đá là đầu chừng lắm á. Rồi đá này yếu quá. Đầu chừng không? Sao thấy bình thường á? À nào, yếu. Yếu quá hoàng lên, anh muốn mua cho đây đây. Phúc vô kìa, anh Phúc. Yếu quá. Phúc đá. Không như những gì mà mình tưởng tượng như trên TV các bạn. Hình như là trên TV là ảnh có ảnh hạ đối thủ không biết là bùa phép hay cái môn mẹo gì mà ông đá dễ hiểu mà ông này thì băng tay còn mấy đối thủ kia thì nóc ăn đâu luôn rồi đâu. Bây giờ anh hứa anh đá lại nãy anh giỡn không? Giỡn đá lại nè. Chưa ăn thua luôn. Mạnh hơn chưa? Mạnh hơn nữa. Chưa ăn thua luôn. Ôi trời ơi trời. Thấy nó rất là bình thường luôn mà. Chân anh đâu không? Chân to. Nãy mốt 21 cái chân này ok thấy không? Đã có mấy cái 21 chân luôn. Đó, bình thường. Ok. Bây giờ là mù. Đừng đà bị khu phong. Ok. Rồi, warm up rồi. Cái bụng là đá vô như vậy là từ từ tan mỡ. Sắp có sao muốn. Ủa, Huy nãy giờ đâu anh? Huy đâu? Không biết. Nãy đâu đá mấy cái đi đâu tiêu rồi. Không thấy nữa. Mới thấy Hưng này mày đâu rồi anh? Đi vào vệ sinh. Chắc phải đi tới. Đây nè ông nội. Sao? Uống nước, khát nước này uống. Ủa sao thấy lực chân của ba anh em nhà mình thế nào? Thật sự với mọi người là mình thấy anh nhúc đá, anh Hải Hồ mình thấy đá yếu vậy mà anh băng bó con đồ thấy ghê lắm các bạn. Và mình coi trong những cái trận đấu quốc tế con nhất đá hình như là có bù phép gì không mình. Đá yếu yêu mà đó. Em nghĩ sao giờ bữa ông đá anh đi cái clip anh đăng lên đó là thiệt. Ông đá anh thiệt. Anh Phúc anh nhất đá anh đâu không? Đâu không? Một chút thôi. Chút ở bình thường. Nói chung là cái bàn tay thép của mình là đối với ba người đá là không ăn thua các bạn. Không ăn thua các bạn. Nó rất là chơi là bình thường luôn.
yếu quá, yếu quá yếu, nói thẳng ra không phải là một thể dục mà gọi là quá yếu luôn. Thì là phải tập nhiều hơn. Anh phải tập nhiều hơn. Động lực. Động lực nhiều hơn. Có nghĩa là mình chơi là không phải là mình nãy mình nói là để tranh nhất là tập nhiều hơn để cho có động lực. Cho đá rất là yếu luôn các bạn. Ở bây giờ là không xin nha. Không xin nha. Bữa nào năm nữa mày thấy nó vô thử lại cái đá nha. Nữa bây giờ là mình sẽ xin phép mọi người kết thúc video tại đây. Mình với anh em mình sẽ đi giao lưu ăn uống bữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thế nha. Bye bye anh em ơi. Chào bye bye. Quá yếu quá yếu đủ lực chưa có đủ lực là chưa đủ lực thiếu quá yếu rồi.